Xin chào bà con nhá. Hôm nay chúng tôi mới rút công một em, đó là Hyundai 60-9 Rolex. Có giá chưa dọn cho anh em để dọn đây. Hiện tại thì con này nếu mà cái giá chưa dọn chúng tôi sẽ bán 180 triệu để cho quý vị về tự dọn. Con này thì nếu mà dọn sơ sơ thì cũng phải mất bao nhiêu tiền đâu, tầm khoảng đôi chục là ok rồi, về đi làm thôi. Bán nguyên bản, để nguyên bản, con này mới rút công, để nguyên bản để cho quý vị có thể về tự dọn. Đấy là anh em mà biết dọn nhé, còn anh em mà chưa biết dọn thì chúng tôi bán tầm cỡ khoảng 200-201. Đó, dọn nên bán 201 cho bà con. Sắp tới chúng tôi về một mớ PC60-6 nữa. Con này chúng tôi đang để dưới An Bình Dương. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý vị có thể là nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho chúng tôi. Xem video của chúng tôi, mọi người có thể là ưu ái cho chúng tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Mỗi lần khi chúng tôi ra những sản phẩm như thế này thì quý vị có thể là nhìn thấy ngay cái sản phẩm của chúng tôi, và có thể là nhắn tin trực tiếp qua Zalo, chúng tôi sẽ gửi về chi tiết cụ thể cho bà con tham khảo cái sản phẩm này. Ngoài những sản phẩm này ra thì chúng tôi còn một số những dòng như là Dosan, Volvo, Hyundai, Hitachi. Những cái dòng đó thì chúng tôi sẽ để ở khu vực Đắk Lắk, bãi thứ nhất của chúng tôi ở trên thành phố Buôn. Bây giờ thì thân ái xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con cô bác ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi nhiều hơn những sản phẩm mà chúng tôi đang có.